mượn cớ cờ vàng để truy sát các nghệ sĩ. Bàn về sự khác biệt, người Việt từ xưa đến nay có câu bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn. Nói theo thời hiện đại, câu này ngụ ý thừa nhận cá tính của đa nguyên xã hội. Trong một xã hội dân chủ văn minh, đa số công dân đều biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Thời gian gần đây rộ lên các chuyện nghệ sĩ đã từng biểu diễn ở các sảnh sân khấu có lá cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là vấn đề được coi là nhạy cảm tại Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản và chính quyền của họ luôn cáo buộc những người của chế độ cũ là thế lực thù địch ở nước ngoài, âm mưu chống phá nhà nước. Đó là lý do những sự việc liên quan đến mối quan hệ giữa quốc nội và hải ngoại luôn sọc sạch, mà lá cờ vàng ba sọc đỏ thường gây ra những phản ứng mạnh mẽ khác nhau giữa người dân và chính quyền. Việc các nghệ sĩ ở Việt Nam ra nước ngoài hay nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam biểu diễn là chuyện thường ngày ở huyện, như trao đổi qua lưu diễn nghệ thuật là chính đáng. Do đó, việc nhà nước chỉ trích, thậm chí là xử lý những nghệ sĩ từng biểu diễn ở Hoa Kỳ với lý do là dính đến vấn đề nhạy cảm về chính trị, khiến cho công luận bất bình cũng là điều dễ hiểu. Có thể kể ra như chuyện vợ chồng nghệ sĩ siếc Quốc Nghiệp và nữ ca sĩ Ngọc Mai bị phê phán, chỉ trích vì xuất hiện cùng lá cờ ba sọc tại Mỹ, hay chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng vì đeo cái gọi là huy hiệu giống biệt công bội tình của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mới đây, vì sự cấm biểu diễn hay cấm phát sóng như các chương trình giải trí của các đài truyền hình, hàng loạt các danh tài trong nước từng lỡ xuất ngoại biểu diễn phải chủ động sám hối để được nhẹ tội. Như ca sĩ Phạm Khánh Hưng, Maria Trần, Tóc Tiên, vân vân đã phải lên tiếng xin lỗi kèm theo những lời giải thích đầy bi ai, cho biết rằng họ cũng vì miếng cơm manh áo và hoàn toàn không liên quan đến quan điểm chính trị hay chống phá nhà nước. Vấn đề phân biệt cờ vàng, cờ đỏ nhiều lần đã khiến cho mạng xã hội người Việt Nam nổi sóng. Theo giới quan sát, vì nước Mỹ là nơi cưu mang các nạn nhân của sự đàn áp về nhân quyền và tự do tôn giáo lớn nhất thế giới, ở đó các cộng đồng người tị nạn của các quốc gia nói chung hay cộng đồng người Việt nói riêng đều có quyền lựa chọn màu cờ hay biểu tượng đại diện cho họ. Đây là các quyền hợp pháp. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là di sản, là ký ức của nhiều thế hệ người Việt ở hải ngoại, cần được tôn trọng. Hơn nữa, những người thuộc thế hệ tị nạn đầu tiên vốn hăng say chống cộng nay cũng đã gần đất xa trời. Nhà nước Việt Nam chủ trương chỉ trích, xử lý đối với các nghệ sĩ từng biểu diễn ở Hoa Kỳ với lý do dính đến cờ vàng, thực chất là hành động truy sát các nghệ sĩ. Đây là một chủ trương hết sức sai lầm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Công luận thấy rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từng được Đảng gọi là khúc ruột ngàn dặm. Họ chính là nguồn tài chính hùng hậu cho Việt Nam, với số ngoại tệ gửi về mỗi năm bình quân khoảng gần 20 tỷ đô la. Trong vòng 30 năm, số ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về đúng bằng tổng số vốn đầu tư nước ngoài giải ngân trong nước. Một vấn đề nữa mà công luận nhấn mạnh, thay vì cúi đầu để sám hối trước bạo quyền, thì các nghệ sĩ, ca sĩ cần ý thức được rằng trong luật pháp Việt Nam không hề có bất cứ điều luật nào cấm cờ vàng ba sọc đỏ. Và cho tới nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không có ban hành một thông tư, nghị định hay một văn bản dưới luật cấm các nghệ sĩ biểu diễn nếu sân khấu có sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là các quyền lợi hợp pháp của các văn nghệ sĩ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin mượn cớ cờ vàng để truy sát các nghệ sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đang toàn tính điều gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nếu cải cách, tân Tổng Bí thư sẽ cải cách theo hướng nào? Truyền thông quốc tế đưa tin tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến Hoa Kỳ trong tháng 9 năm 2024 với mục đích dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Đồng thời, nguồn tin cho biết khả năng cao Tô Lâm sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden bên lề của họp để thảo luận các vấn đề liên quan giữa hai nước. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa Việt Nam trở nên giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đó là lý do sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư đã có một số ý kiến cho rằng ông sẽ có các cải cách chính trị, có thể phá bỏ mô hình cũ, thay thế bằng mô hình chính trị mới, mang bản sắc riêng. Sự xuất hiện trở lại của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng bên cạnh ông Tô Lâm cũng gây chú ý. Trong quá khứ, ông Bà Dũng là một nhân vật được đánh giá có xu hướng cải cách thân phương Tây và Hoa Kỳ. Theo một số ý kiến, nếu như xúc tiến việc cải cách, tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đứng trước hai lựa chọn như sau. Thứ nhất là mô hình chính trị Trung Quốc, xây dựng quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa với Đảng Cộng sản Trung Quốc là lãnh đạo duy nhất của đất nước. Thứ hai là mô hình chính trị của Nga dưới thời Tổng thống Putin, một nhà nước trên danh nghĩa là nhà nước pháp quyền dân chủ với một hệ thống chính trị đa đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Putin đã bóp nghẹt dân chủ và tiêu diệt đối lập nhưng vẫn coi trọng ý chí số đông của cử tri trong các cuộc bầu cử. Với việc tân Tổng Bí thư Tô Lâm nắm chắc trong tay hệ thống an ninh kiểm soát xã hội chặt chẽ, nên có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm có thể sẽ lựa chọn mô hình của nước Nga. Dẫu rằng, theo một số đánh giá, tân Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Ba Dũng được cho là các nhân vật cải cách. Tại sao một mô hình dân chủ pháp trị đa nguyên lại không được ông Tô Lâm đề cập và lựa chọn là câu hỏi được đặt ra? Cũng xin chia sẻ xem, đây là điều không thể trong một thể chế chính trị còn sặc mùi Xô Viết như ở Việt Nam hiện nay. Bỏ qua yếu tố chính trị Việt Nam luôn phụ thuộc vào Trung Quốc dưới các triều đại phong kiến và cả chính trị cận đại. Khác với các quốc gia văn minh tiến bộ trong khu vực châu Á, Việt Nam hiện nay có đường biên giới khoảng 1.350 km trên bộ với Trung Quốc ở phía Bắc. Nếu Việt Nam đi theo mô hình chính trị của các nước dân chủ phương Tây, thì chỉ có thể tồn tại trong phút mốt, vì chắc chắn ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không ngồi yên, họ sẽ kiếm cớ gây hấn để xóa bỏ nền chính trị đó. Chưa kể nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đang chia rẽ trầm trọng, trong đó phe thân tàu thì chiếm đa số. Chỉ cần Bắc Kinh bật đèn xanh thì lập tức sẽ có chính biến, và Trung Quốc chỉ chờ có cơ hội như vậy để khống chế Việt Nam chặt chẽ hơn. Học giả Trương Nhân Tuấn đã bình luận như sau. Việt Nam cần có một Putin hay một Đinh Bộ Lĩnh. Theo tác giả, Việt Nam xưa nay đã dập khuôn mô hình Trung Quốc. Sắp tới, xác suất đến 95%, Việt Nam sẽ tiếp tục theo mô hình này và Tô Lâm sẽ là một ông Tập Cận Bình của Việt Nam. Đồng thời, Trương Nhân Tuấn khẳng định Việt Nam không bao giờ theo phe Mỹ. Đó là lý do Hoa Kỳ thì ra sức vè vãn Việt Nam bằng mọi cách, nhưng ban lãnh đạo Hà Nội vẫn đỏng đảnh. Không phải vì Việt Nam là mình là mẩy theo kiểu cô gái đẹp, mà vì lãnh đạo Việt Nam hiểu rõ, ngả theo Mỹ là mất quyền lực vào tay phe khác trong đảng. Như vậy, nếu có cơ hội để thiết lập thể chế Cộng hòa Tổng thống ở Việt Nam, thì ông Tô Lâm có thực hiện hay không? Có thể khẳng định đây là một điều không thể, một khi nhà nước Cộng sản ở Bắc Kinh vẫn còn tồn tại. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nếu Việt Nam cải cách, vì sao tân Tổng Bí thư không dám ngả hẳn sang Mỹ và phương Tây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.